chị đi tới đâu là kiếm tới đó đó chị. Thôi mình em thấy cũng ra chưa vậy? Ờ, ra rồi kìa, đi thẳng luôn. Ủa, chưa tới luôn hả? Chưa, còn lâu, chị nghĩ sao mà trong mê cung mà ra nhanh như vậy. Chị ơi, em đang ở ngõ cổng. Kẹt rồi, đây, đây, bên này. Trời ơi, mẹ nè, hù sợ đi nè, quay lại sợ quá à. Chị Thanh bây giờ là hết, sợ ma rồi cưng. Rồi trong mặt quá đi, đi tới đâu là trong mặt tới đó. Ủa, ủa? Quay lại ủa bên đây, ủa rồi đi đâu vậy? Mẹ đây người ta đưa cho mày cái cây để mày dò. Ủa chứ cha đi nữa rồi hả? Thôi bây giờ cứ chạy tới chị em quay. Chị kiếm đường cho em nha. Sao bò ra nhanh quá vậy? Em diễn tới gần cuối phim mới tới bò.